sẵn rồi. Đấy, sẵn rồi. Toàn như ủy viên trung ương với tổng giám đốc đi. Không, cái này nó nét lắm, cực nét luôn. Vẫn đang quay đấy. Giờ biết rồi. Dạ, à, chơi gì đánh này rồi. Đáng mời bên ý bên này đây. Đâu chẳng có. Tất cả các cái bức tượng nổi tiếng, nhân vật. Đoàn du lịch tiệp. Cứ đu tay túi quần này đi chơi khác gì người Mỹ thầm nặng đâu. Bây giờ mới thấy cái tuổi già nó sướng. Được ăn được chơi. Sướng gì. Làm như là ai biết đâu hả? Bây giờ nói có cái quán nó cũng không hay của nó. Quán ấy tiếp tiếp xúc với khách hàng để các thứ nhiều lúc làm thì cũng nhiều lúc vất vả nhưng có lúc cũng thích. Vất vả nhưng ra tiền là thích. Tiền thì nó cũng chẳng nhiều gì đâu nhưng mà có giá. Vấn đề là bà đấy có công ăn việc làm chứ còn thì không. Du khách của người Nga với du khách người Đức thì móm à? Tiếng Nga chứ? Ừ, tiếng Nga đầu tiên. Đấy, sao 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 mà sấn thì còn tiếng Việt chứ mày không biết ra. Ở đây đâu, quay ra. Đâu, không có để ý đâu, cứ tưởng là dân ấy rồi. Vẫn chưa quay ở đây, thế đang quay đỏ này, đỏ. Đâu có để ý đâu, tưởng là thôi lên lại, làm lại. Hả? Đi thôi. Đi một vòng xung quanh thành phố, tham quan. Đi bộ sướng.
Mỏ chân chán thì thấy rất là ngon. Ừ. Đấy, đi lang thang ngồi vậy đó. Chân mỏi chân ta ngồi ta làm cũng biết. Cố gắng năm 60 tuổi về hưu. Cái sờ ấy, chỗ sờ may mắn. Cái phòng ấy. Sờ may mắn. Quay sang chỗ phòng, quay đi. Đang đứng. Ông cái đấy, cái chỗ bức tượng ấy, cái bức tượng mà xong rồi tháp vàng mà mọi người mà cứ ra. Thế là xong. Uống vai sen à? Ơi, đến hôm nay ở đây. Uống vai sen nhé. Vai sen là gì, trắng à? Bia đục. Bia đục. Ở đấy cái gì mà đặc sản? Năm cốc vai sen. Thì tiệp không có thì. Cái gì không có là ngon rồi. Bất kể nó là. Bia thì pin bên kia thì quá nhiều rồi. Pin. Mới cả làm cái brass top thôi. Nên lại có ba. Uống mỗi ba là như hay là có cốc nhỏ nhưng hay không to nhỏ. Nhỏ thôi. Đấy, mấy thằng này nó cứ ngồi đây cả ngày, cần chó hay gì đâu. Đấy, chứ công việc nó không uống cái thằng Hải đâu. bao giờ lên minh trang nào? Chỗ đấy là ngủ đéo này, bao giờ không biết đỏ cái cầu luôn. Bao giờ, thằng bác mấy thằng này ngồi đây nó cứ uống chó, nó cứ ngồi thì lên. Tokyo cũng là phố cổ. Không, thật rồi. Ngay đấy mà. Metro thì đập đến mấy mét. Và chợ con bò. Chợ
con bò này nó nằm ngay bên dưới tầng ba đâu mà tập hơn cao thì là có những cái cầu mà nó xuống rất khó rồi, cái sát thì luôn rồi là cũng nguy hiểm lắm rồi, nó đối diện với khách sạn Atrium là bể cá. Thế còn cái forum thì bây giờ nó là forum bây giờ là Corinthia. Cái chỗ ra bờ tường kia mới thích, mình mới thích là đấy. Đang cố đi mấy bước ra đây ngồi đấy thích hơn. Đưa máy ảnh xong rồi ra ngồi đi, hai anh em ngồi đi. Đấy, quay phim, đang quay đó. Đang quay gì? Ok, ok. Giải trí. Ngày xưa ông đẹp trai hơn. À, ha. Anh xưa tầng mấy? Tầng 1, tầng đất không gặp. Tầng 1 đất. Tầng 1 thì tầng đoàn Metro Staff như là đoàn thờ ấy. Đoàn Tovane, Staff đi. Đoàn IBS. Đoàn Metro, bọn làm tầng ngầm đúng rồi đấy. Không, 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 không. Đi. Đây là một tầng. Mình là một của khu trong cùng. Trong cùng đấy. Bên dưới cùng bên trên là Metro, bên dưới là IBS. Chắc không gặp nhau đúng không? Tầng 4. Là gì? Velocity ở đấy mà Velocity của nó đấy. Cứ ngồi uống nước nhá để giúp chị em cả. Đấy, đúng rồi, đang cái đông khách đấy. Đây, cái này là cái mua luôn cái màu đỏ. Hay nhỉ, bên này có kiểu uống cắm vào lọ. Chưa bao giờ uống. Tay nó thích uống cái đấy nữa. Ừ, bởi vì nó nhẹ. Bây giờ là bio mà, cái này là bio. Đây không phải bia, đây không có gì cồn nhất. Đúng rồi, cái này nó như chai ga, nhưng mình gọi nếp ga ngày xưa. Nhưng mà cái này giờ nó là nên kiểu nếp ga vậy.
Ở Ninh Bạc này giờ đi đâu cũng toàn người nhà, quán người nhà. Sau năm sau bác Cường mở thêm một chi nhánh nữa là thành hai cái tai van này. Một cái đất nào ông bảo bà ấy về cho nó xong. Xong ra khỏi cửa về là mình có ngay rồi. Mua xong mình về nét mình xem trên mạng đã mất con khoảng mấy trăm rồi. Ngày xưa dân mua cái này bao nhiêu? Đến bây giờ còn rẻ nữa. Mua hồi đấy là hơn 1.000 đấy. Hồi đấy là một đổi tiền ra là 1.200 euro. Đang ngồi bên ngoài quán nghỉ thu nhá. Cái đồ lâu ngày ở Singapore đó. Đáp. Thế em tưởng về Việt Nam nó phải rẻ hơn, mà nó xịn. Để về cuối để cùng còn là sai lầm. Trình cho cô Minh biết rằng đúng là sang bên vào trong mạng xem cái thấy lỗ ngay mất 400. Biết ngay 400 vương mua xong bị lỗ ngay. Những điều cái là đồ kỷ niệm ai kể là tôi đi sinh. Không phải. Phải mua phải quay. Phải mua không phải phải mua. Sang sinh lại nhìn thấy đẹp quá. Đi quay cảnh đẹp quá. Mình đi. Bây giờ lại còn để tự quay quay ở trong trong quán nhé. Trong quay. Thôi đây đây còn. Đây là tự quay thì còn biết là đấy thì biết là đây là ngồi với anh Cường không lại bảo ngồi với ở chỗ nào khác rồi lại về rồi lại lại thắc mắc cằn nhằn và không phải đi chơi Đức thì... đi sinh đi các đi các nơi bạn bè nó chơi nhau mà trong tây nó thân nó có thể khoác vai con gái mình có bạn không chịu bạn trai là máu hết thế là nó điều khiển con kia như là gì ấy không đúng rồi con gái Việt Nam mà lấy trai tây điều khiển được còn con trai mà lấy vợ tây chả còn có cái gì hỏng hết con trai ở bên này con trai kiểu kể cả thế hệ hai nó thường về Việt Nam lấy vợ nhiều lấy vợ tây rồi các ông thì mà cũng không được sao mình nổi trước sau là đi tại vì không không phải là nó chết mà nó không phải là nó không cái thằng lớn như này cũng không chủ động tấn công giống như mình ý sao mình còn thích biết ngày xưa mình con trai á bạo hơn cưa đường cưa điếc kiểu cái thế mình còn thích con gái tôi mình học có lòng đạp ngày xưa sang Dresden mà tàu điện nó xấu chưa tàu tiệp nhiều không tàu của Dresden là tàu của tiệp sản xuất tàu tiệp sản xuất nhưng cái thời giống tàu tiệp nhưng còn xấu ôi rồi không bây giờ phải đợi xong xuôi bà chủ ra đầy đủ nem chua nó vừa có tàu tiệp nó vừa có giữ lại các cái tàu chủ tổ bếp nó làm đấy tôi làm đẹp lắm ngon xe đi mà cô lên xuống với xe ngày xưa anh em mình công nhân cũng mỗi năm được nghỉ phép đấy mùa hè thì nó cho đi năm mình đi hung năm có cái năm được đi Đức Đức đi Đông Đức đi chứ đi rất là này đi chứ là nghĩa là sang hùng trong vào hôm qua mình đọc cái tin nhắn ở trên mạng của em gái nó bảo là ra hạ sang chính vào đây đấy sang thành phố chị đấy xong rồi đi đi này để tập phép và nó cả chú ra hạnh phúc của anh Phúc. Rồi mời cả nhà. Em ơi bác của anh đấy xem bác gì chưa? Dạ. Thành là mới sang. Những món gì đây này? Đúng. Vâng. Hôm nay sinh nhật bác Thành à bác Dương. 4 ngày. Bác à? Đâu ạ? À?
Đang nhấp nháy rồi. Nó vẫn chạy đấy ạ. Sang thứ hai đủ đua chưa? Nó về là bao lâu? 3 tuần. Sao lấy cho tự lấy. Cái món này gọi là dân sạch. Thì bác bảo là bao nhiêu năm thỉnh thoảng mới có một cái cơ hội để mà quay được nhiều người như này. Rất là vui là cái đoạn ngày hôm nay là cuối cùng là anh em mình được gần đến 500 năm nó thiết kế, tức là thực hiện cái bức thiết kế của ông đấy bằng gỗ mà coi như hoàn toàn bền vững, đúng cái thiết kế của ông đấy. Leonardo da Vinci. Nhưng mà cái cầu nào? Cái cầu ở Thụy Điển. Không biết, mình không biết là cái cầu nào. Thụy Điển là cầu nào bằng gỗ đâu. Không biết. Toàn cầu mà... bê tông. Không làm bằng gỗ mà ở Thụy Điển nó làm bằng cái đấy. Nhưng có một cái mọi người có biết là tàu Titanic ai cũng biết đúng không? Tàu Titanic là tàu xịn nhất ở Anh mà đi chuyến đi biển qua Đại Tây Dương rồi tàu dương là chuyến đầu tiên và chìm luôn. Thì ở Thụy Điển có cái tàu như vậy, hoàn toàn như thế. Người ta gọi là cái tàu cái bảo tàng tên là cái gì nhỉ? Cái tàu bằng gỗ mà cũng thiện chiến nhất thời đấy, cũng đi một lần đầu ra biển cũng chìm luôn. Thế nhưng mà cái lúc nó dừng phim ấy, nó đóng là một cái tàu y chang thế. Không phải tàu y chang. Nó làm cái tàu cái market thôi, tức là cái mô hình thôi. Nhưng cái market nó nhiều triệu lắm đấy. Đúng rồi. Nhiều triệu lắm. Nhưng mà nó quay ở cái hồ. Nó quay một cái hồ chứ không phải ở biển. Kích thước thật đâu, nó nhỏ. Rồi, nó nhỏ thôi. Nhiều. Nhưng nó dùng kỹ xảo hết cả kỹ xảo điện tử thì đấy. Thế nhưng mà phải nói là bao nhiêu giải Oscar. Tuyệt vời cái phim đấy, tuyệt vời. Cái nó cho 2D đấy, cho phim bây giờ nó làm 3D. Nó làm mỹ nương tên là con nàng cái gì. Không nhớ lời đâu. Con phải nhớ được cái lời của nó. Con nàng mỹ nương công chúa gì đó. Xinh như bông hoa, đẹp như muôn hoa, da nàng mà trắng tinh. Cho đến một hôm có bài đó là bài câu chuyện kể rất dài nhưng rất hay, buồn cười lắm. Thế là Sơn Tinh và Thủy Tinh kể bằng lời nhưng mà buồn cười lắm. Rồi những thách cưới vua Hùng ấy, bài có lời nhưng mà phải chép ra thì tự thằng vua Hùng là thách cưới đấy. Xong rồi cái gì nhỉ? Rồi thách cưới Sơn Tinh mang đến cái gì đấy, xong rồi Thủy Tinh sao thua rồi. Thành chồng cái chuyện thành bài hát đấy hả? Nhưng mà nó hay, bài đấy là nó kể lời nhưng mà hay lắm. Mình cười, nghe bài đấy thì cười. Mình không nhớ được. 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Không, nhưng mà hay nhất là bên kia là hồi công ty cũ ấy là năm mới, bao giờ là cũng làm một cái bài gọi lên hát tập thể. Bài tập thể là liên khúc mẫu giáo. Hát là cả hội trường đứng lên hát theo. Dễ hát, dễ rồi. Cháu lên ba. Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo đấy hả? Cháu lên ba. Cháu đi mẫu giáo, ai lương giáo vì cháu quen nhất nhà. Không nhẹ. Không, ai hỏi cháu, cháu ở chợ nào đấy. Đấy, bài đấy là bài là ai hỏi cháu, cháu ở chợ nào đấy. Cháu học trường nào.